một tiếng nổ lớn khiến mẹ con nhà khỉ hoảng loạn. Đoạn clip chia sẻ khỉ mẹ và khỉ con tìm cách mở cái bật lửa mà các vị khách du lịch đã bỏ quên. Nhưng thật không may, trong suy nghĩ của mẹ con nhà khỉ đó là một lon nước ngọt thơm ngon, nên chúng khao khát bằng mọi cách để mở nó. Sau khoảng thời gian loay hoay khó khăn thì nó cũng đã dùng mồm cắn bay nắp sắt ra. Nó tuôn một hớp nhưng không hề có nước, khỉ mẹ tiếp tục cắn, lực cắn từ mồm rất mạnh khiến chiếc bật lửa phát nổ, nhưng rất may hai mẹ con nhà khỉ không có thương tích thân thể.